Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin ngày hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 6 có những thông tin đáng chú ý sau. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. Hoàn thành việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Một em bé chào đời ngay trên chuyến tàu Thống Nhất Bắc Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tại phường Quảng Thắng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa, Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Văn Huân, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Thanh Hà, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Quảng Thắng, Ngọc Trạo, Quảng Thịnh, Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trong 5 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Bên cạnh phấn khởi trước những kết quả đạt được, cử tri thành phố Thanh Hóa cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua và nêu lên những kiến nghị đề xuất với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri các phường Quảng Thắng, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Quảng Thịnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách để thu hút đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố, nâng cấp cải tạo đường tránh thành phố Thanh Hóa, tăng cường hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các đoàn thể phường, xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu phương án hỗ trợ thêm phụ cấp cho cán bộ phố thôn để thu hút người trẻ tuổi tham gia công tác. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố Thanh Hóa đã phản ánh những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng của cử tri để tập trung giải quyết đáp ứng mong mỏi của cử tri. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đã thông tin đến cử tri thành phố Thanh Hóa về tình hình thời sự quốc tế, tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 6 tháng năm 2023 và nhấn mạnh. Những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng năm 2023 là công sức của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chia sẻ với các cử tri về những khó khăn, thử thách trong quá trình phát triển của tỉnh và nêu lên những giải pháp định hướng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh mong rằng trong quá trình phát triển của tỉnh, cả thành phố Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên và cử tri, nhân dân để xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Sáng cùng ngày, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trên cơ sở nội dung các báo cáo tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Nghi Sơn phản ánh kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân như tiếp tục đầu tư dự án chống ngập trên địa bàn phường Mai Lâm, đoạn thoát ra sông Bạng và sớm đầu tư cống Mỏ Phượng đã được tỉnh cho chủ trương đầu tư, quan tâm quy hoạch đầu tư sân vận động, chợ thương mại dịch vụ trên địa bàn phường Mai Lâm. Cử tri xã Trường Lâm đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp để giải quyết việc sắp nhập hoặc chuyển hơn 100 hộ dân thuộc xóm 10 xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang sinh sống, xâm canh, sân cư trên đất của xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, đồng thời quan tâm thực hiện cung ứng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn xã theo chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát biểu giải trình, tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và trực tiếp chỉ đạo ngành chức năng có liên quan thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ và quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị.
Cũng trong sáng 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị các ngành chức năng liên quan và huyện Hà Trung quan tâm giải quyết kịp thời, xác đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Sáng cùng ngày, tại xã Tân Phúc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin thêm một số kết quả nổi bật của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Đào Xuân Yên trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị để tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cũng trong ngày 6 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Như Thanh. Các đề xuất, kiến nghị của cử tri các địa phương được các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới, đồng thời chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng 6 tháng 6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, đến ngày 7 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh có 261 hộ đồng bào sinh sống trên sông, trong đó có 176 hộ đủ điều kiện được cấp đất ở và đã có 151 hộ được cấp đất ở với diện tích gần 17,5 nghìn mét vuông. Hiện nay, có 3 huyện đã hoàn thành việc giao đất ở cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông đủ điều kiện theo rà soát trên địa bàn, gồm Vĩnh Lộc, Thạch Thành và Thiệu Hóa. 3 đơn vị còn hộ dân đang sinh sống trên sông đều hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch và phương án bố trí đất ở cùng các huyện Thọ Xuân, Yên Định, thành phố Thanh Hóa. Theo kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông, trong số 261 hộ đồng bào sinh sống trên sông, có 135 hộ đã được cấp sổ hộ nghèo, 6 hộ đủ điều kiện chuẩn nghèo đa chiều. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn trong việc cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, đồng thời đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Khẳng định, cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí cho đồng bào sinh sống trên sông là việc làm vừa thể hiện trách nhiệm, vừa mang tính nhân văn, đồng chí Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị các huyện, thành phố có đồng bào sinh sống trên sông, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban, sở, ngành liên quan xác định việc bố trí đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đến việc giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế lâu dài cho các hộ sinh sống trên sông sau khi lên bờ để ổn định cuộc sống. Yêu cầu các địa phương hoàn thành việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho tất cả các hộ đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và hoàn thành việc xây dựng nhà ở, đưa đồng bào lên bờ sinh sống trước mùa mưa bão năm 2023 theo quy định. Liên quan đến chính sách nhà ở xã hội trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi có quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Về vấn đề này, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đã đưa ra kiến nghị cần mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội, xem xét điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động có cơ hội sở hữu nhà của riêng mình. Đáng chú ý trong đó có 3 đối tượng, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Về điều kiện của hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có điều kiện về thu nhập, dự thảo luật quy định 3 đối tượng nêu trên để được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, với điều kiện về nhà ở, dự thảo luật quy định một số đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua nhà hoặc thuê mua nhà ở xã hội,
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, làm việc, hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. Thẩm tra về nội dung này, Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết một số ý kiến đề nghị cân nhắc không áp dụng chính sách này đối với nhóm người lao động có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo việc thực thi chính sách hướng đến nhóm người có thu nhập thấp, có khó khăn về chỗ ở. Sáng sớm ngày 6 tháng 6, một sản phụ đã sinh em bé trên tàu Thống Nhất Bắc Nam SE4 với sự giúp đỡ của tổ tàu và hành khách đi tàu. Theo trưởng tàu khách Lê Thành Vân, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 4 tháng 6 năm 2023, dự kiến đến ga Hà Nội ngày 6 tháng 6. Lúc 1 giờ 40 phút ngày 6 tháng 6, khi chạy ngang qua khu vực Thanh Hóa, nhân viên trên tàu báo có sản phụ giường 5, toa số 6 có dấu hiệu sinh em bé, đau bụng, vỡ ối. Ngay lập tức, tổ tàu cử vệ sinh viên đến hỗ trợ khách hàng trên, đồng thời phát thanh kêu gọi hành khách có chuyên môn y tế về toa 6 để hỗ trợ cùng. Vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6 năm 2023, hành khách trên đã hạ sinh một em bé gái an toàn. Tàu đến ga Thanh Hóa lúc 2 giờ 07 phút cùng ngày, tổ tàu đã bàn giao hai mẹ con hành khách cùng đầy đủ hành lý tư trang xuống tàu để xử lý tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên các tổ tàu Thống Nhất giúp sản phụ sinh nở trên tàu. Điển hình, ngày 21 tháng 4 năm 2022, một sản phụ trên tàu SE8 đã sinh hạ em bé tại ga Quảng Bình với sự giúp đỡ của tổ tàu và trưởng tàu Nguyễn Hữu Toản. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian có thể lên đến 5-7 tiếng một ngày, do đó rất dễ rơi vào bẫy của người lạ trên môi trường mạng. Kết quả khảo sát của Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy có 89% trẻ em truy cập và sử dụng Internet. Trong số này, 87% sử dụng Internet hàng ngày. Ngoài thời gian dành cho việc học, trung bình trẻ em sử dụng từ 5-7 tiếng trên một ngày vào mạng xã hội. Trong khi đó, chỉ 36% trẻ em, hầu hết là trẻ lớn hơn độ tuổi 16-17, được dạy về việc đảm bảo an toàn trên mạng. Mặc dù Internet và mạng xã hội đem lại cho trẻ em nhiều giá trị tích cực, giúp trẻ em có thể tìm hiểu thế giới một cách dễ dàng, gặp gỡ, giao lưu được với nhiều người, chia sẻ tình cảm, thông tin. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội nhiều cũng kèm theo những vấn đề tiêu cực cho trẻ em như tiếp cận với thông tin giả, truy cập vào những nội dung xấu độc, nghiện sử dụng mạng xã hội. Khi các em chưa ý thức được hết những nguy cơ rình rập khi sử dụng mạng xã hội, thì cha mẹ cũng là những người giám sát, chủ động bảo vệ trẻ em. Sau 5 ngày xét xử, chiều 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án sơ thẩm 11 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hà Nội. Trong số bị cáo có Nguyễn Xuân Quý, 40 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là chùm ma túy, điều hành đàn em và nhóm cựu nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mở tiệc ma túy và mua bán hàng cấm ngay trong cơ sở y tế này. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý cùng 9 bị cáo lĩnh án tử hình. Họ gồm Bùi Thị Minh, Diệp Thế Anh, Phan Thị Bích Ngọc ở Hà Nội, Đinh Công U, Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường, Lương Thị Trung, Trần Thị Hoa, Hoàng Văn Tài cùng quê Sơn La. Bị cáo còn lại là Lương Thị Thủy bị phạt tù chung thân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, vào hồi 0 giờ 40 phút ngày 16 tháng 1 năm 2021, Tổ công tác Công an huyện Vân Hồ phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ phát hiện Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,6 kg ma túy đá, 4 viên ma túy tổng hợp, mở rộng điều tra có thêm 9 bị cáo bị bắt giữ. Quá trình điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021, các bị cáo nhiều lần có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng ma túy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 21,5 kg ma túy, loại methamphetamine. Trong số này có 16,7 kg ma túy đá, 4,7 kg hồng phiến, 8 kg ketamine. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.